Tuần này, vòng chung kết chương trình Ai Sẽ Thành Sao 2018. Sự cạnh tranh khốc liệt là điều không tránh khỏi, bởi vì ngôi vị quán quân chỉ có một. Ai sẽ bước lên bục chiến thắng và ai sẽ phải tiếc nuối trước ngưỡng cửa vinh quang? Tình trong con mù mê soi phai trên hàng mi. Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quên là hơn. Ngày đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như thông lặng im muốn kỹ. Tất cả sẽ có trong đêm chung kết chương trình Ai Sẽ Thành Sao sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau thứ hai ngày 4 tháng 6 lúc 12 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.